Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị rất lâu rồi. Đam mê sưu tầm bonsai của trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Của Mọi Người ạ. Hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi tứ quý, phôi lai vàng tại bãi biển của anh Bảo ở thành phố Cần Thơ. Chúc cô chú anh chị mình xem biết vui và lựa chọn được những cái phôi lý thôi ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Xin chào anh Bảo ơi. Cô em chào chị Phương ha. Dạ, hôm nay con chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay cũng mưa gió, con cũng gán kiếm được vài một số phô mai ha, tứ quý con về phục vụ cho cô chú anh chị ha. Mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con ạ. Rồi địa chỉ của con là phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ha. Số của con là 0909 0079, đó là số Zalo nghe cô chú. Mong cô chú ủng hộ con ạ. Nay quay lựa ngang nhà mưa luôn rồi cô chú ơi. Rồi con cũng làm mất thời gian của cô chú ha. Con vô cây số 1 là cây tứ quý đế chậu nha. Đó. Cây tứ quý này ngút trong chậu ra nha cô chú. Đó, này lùng lực nha. Hai hàng này dính từ nhỏ lớn cứng ngắt nha cô chú. Không nào tách rời cho nghe cô chú. Đế sống đâu mà đều dắt hết trơn. Dạ. Mưa gió rồi, cũng không có rửa ráy hết trơn cô chú ơi. Mưa tới nữa rồi. Dạ, em xin tới đâu. Rồi, cây số 1. Con đo tổng nha cô chú anh chị. Rồi đo tổng đây được 21 nha. Rồi tổng bầu đế được 64. Đế sổ được 22. Rồi mã 1A này con xin giao lưu cô chú là 2.400.000 bao ship toàn quốc nha. Mã số 2A. Rồi tiếp đây là mã số 2A cũng là tứ quý luôn nha cô chú. Cũng là cây trong chậu nha, rút ra nha. Cái này con trời mưa không có rửa ráy được cô chú ơi, nó có nguyên cái củ ở trong này nè. Con bao chú có nguyên củ đặt trong này nha, rễ trong này nhóc chân nha. Đó, nó lọn trong này nhóc chân á. Cây trồng chậu rút ra nha. Mã 2A là mã tứ quý. Đế sổ mà nó gom đế dạ. Cô chú anh chị. Này nó liền luôn nha cô chú, nó ôm nó quýnh từ nhỏ trong chậu luôn nha, nó liền cứ ngắt nha, con bao tách rời luôn á. Luôn rồi con đo vị trí mỗi em ha, lật 16 à. Dạ, em này là được 14. Rồi con đo tổng là được 25. Rồi tổng bầu đế là được 62. Dạ, đế sổ được 20. Chiều cao của cây được 31. Rồi mã 2A này con xin Zalo cô chú là 2.500.000 con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Cô chú anh chị dạ. Số 2A 2.500.000. Dạ rồi. Đây là mã số 3 nha cô chú. Dạ mã số 3A. 3 cũng là tứ quý luôn nha cô chú, đế sỏm nha. Cái này cô chú nhìn ở ngoài khá nó quái lắm nha cô chú. Cái này cô chú về khai thác đế còn nữa nha. Mưa gió không làm không kịp cô chú ơi. Tới nỗi mà chưa xịt rửa luôn nè. Cái này nó có cút cành điệu cho nghe cô chú. Này cô chú chơi bonsai là ok luôn. Dạ, cây này già. Dạ rồi, em xin số đo luôn à. Dạ, hoành cái chía đây con đo được 27 nha cô chú. Dạ. Rồi, con đo cái củ đặt này thử à. Dạ, con đo củ đặt nghe đây là được 65. Dạ, dạ tổng bầu đế là được 90. Dạ, đế sổ được 22. Chiều cao của cây là được 42. Rồi, mã 3 này con xin Zalo cô chú là 3.300.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, 3.300.000 cô chú. Dạ, 3 là mã tứ quý luôn nha cô chú. Rồi, tiếp đây là mã 4A nha cô chú. Cũng là một cây trong chậu rút ra luôn. Cây này đế sởm đều nha cô chú. Cây này cô chú về khai thác đế còn nữa nha, nó cắm trong này nhóc chân á. Đó. Rồi, có em này nó quấn quýt nha. Cây này cũng lớn từ trong chậu đó, cứ ngắt nha cô chú. Đó. Cốt cành đều luôn nha cô chú. Rồi con đo tổng nha cô chú. Dạ tổng nghe là được 28 hoành.
con đó hảo ở trên này đi, hảo cái cốt này thử rồi hảo cái cốt trên này được 24. Dạ tổng bầu đế là được 89. Dạ đế sổ là được 24. Chiều cao của cây được 38. Rồi mã 4A này con xin giao lưu cô chú là 3.200.000, ba con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Cây này cô chú nhận là ưng ý liền, nó đẹp lắm nha cô chú. Đế đều dách luôn nha cô chú. Chị dạ. Đế sổ mà nó gương đế lắm nha. Dạ rồi. Mã số 5. Cái này nội đế cứng ngắt luôn á cô chú anh chị. Rồi tiếp đây là mã 5A nha cô chú. Một cây trong chậu ha, rút ra ha, cũ như trái bí nha cô chú. Cái này con chưa có làm xong nữa, cái này con chưa môi xịt rửa nữa nè. Cái này cô chú về vệ sinh ra là ba thằng này là nó cứng ngắt nha cô chú, không tách rời nha. Nè đế trong này còn nó quấn đây nè, cây này con tại trời mưa con không có xịt được nè. Mới quay mà mưa một đám rồi. Cây này cũ như trái bí vậy đó, nó tròn do cứng ngắt. Lần liền chơi tam tài luôn cô chú. Dạ, cây này chơi bonsai hết sảy nha cô chú. Còn đo ta tổng hỏi em nha. Rồi em này là được 10-15. Rồi em này cũng được 15 luôn. Dạ em này 14. Con đo tổng ba em là được 39. Rồi cái củ tổng bầu đế là được 79. Này là cái củ đặc luôn đó các anh chị. Rồi đến sổ là được 19. Chiều cao được 29. Rồi cây này vô phong thủy luôn nha cô chú. Rồi cái mã 5A này con xin giao lưu cô chú là 3.500.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ. Đó, như trái bí nha cô chú. Nó tròn do. Ngày chơi bonsai là hết sảy nha cô chú. Là mã số 6A. Rồi tiếp đây là mã 6A cũng là tứ quý luôn cô chú. Tứ quý ha, quýnh nguyên cục ở trong cái chậu ha. Cái này cái nồi đế nôm nha. Cái này cô chú về ép cái chậu 4 là hết sảy và 7 luôn á. Nó thêm mấy cái nhánh nhỏ này nó cũng dễ thương nha cô chú. Đế sẵn ra mà nó không có trống đế á. Khá đế nha cô chú. Hai thằng này nó dính từ hồi nhỏ luôn nha cô chú, không có tách rời được nha cô chú. Dạ rồi, em xin số đo nha. Dạ. Dạ con đo. Rồi con đo tổng ngay vị trí này là được 20. Dạ, dạ em bên đây cũng được 20 luôn. Dạ con đo tổng về được 36. Con đo cái cục cái đặt, cái cục đế đặt ở trên này là được 76 nha cô chú. Dạ tổng bầu đế là 106. Dạ đế sổ là được 30. Chiều cao của cây là được 38. Rồi mã 6A này con xin giao lưu cô chú là 4.800.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ 4.800. Nguyên cục đế đặt ở trên này ha cô chú, về trồng lắp ngang đây ha. Là nó lò nguyên củ đế đặt này dầm đẹp lắm nha cô chú. Dạ rồi em đỡ lên ha. Dạ mã số. Cái đây là mã 7A. Tứ quý đế sổ nha cô chú. Đó cây này quái nha. Mặt này giống như con thú đang đứng nha cô chú. Nó cốt cành đều có hết ha. Cây này cô chú nhìn ở ngoài dễ thương lắm nha cô chú. Khá xinh xắn nha. Em chân dài nha cô chú chị. Đó. Sau này cô chú về mua cái tượng của Thích Tinh Tại để ngay đây ha. Là ok luôn nha cô chú. Đó ngay chỗ này, vị trí này nè. Dưới gốc cây nha. Dạ. Dạ. Đó. Xin số đo luôn nha.
Dạ con đo ngay chiếc đây là được 23 hoành nha cô chú. Rồi con đo tổng. Rồi con đo tổng là được 31. Rồi ngay vị trí này đế đặt này là được 49 nha cô chú. Rồi con đo tổng bầu đế là 106. Rồi đế sổ là được 35. Chiều cao của cây là được 55. Rồi mã 7A này con xin giao lưu cô chú là 3.800.000 bao ship toàn quốc luôn. Dạ, một em thứ quý trang dài nha cô chú anh chị. Cây này cô chú nhận cây là ưng ý liền nha cô chú. À. Đế nam sổ ha. Cái này cô chú để cái tượng của Thích Minh Tại đây là ok luôn nha cô chú. Đó. Rồi, mã 7A là mã thứ quý nha cô chú. 3.800.000 con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Dạ rồi. 10 gió. Dạ mã số 8. Rồi tiếp đây là mã 8A nha cô chú. Cũng là một cây tứ quý chậu nha. Cây này con nhận về con rút của mấy anh lái ha, về mấy ảnh phủ sơ dừa cho ấm cây ha nha, mà con vệ sinh chưa có hết nha, tại trời mưa nè. Nè cái củ nói chung là bao đặt ở trong nguyên củ này là củ đặt luôn nha cô chú. Để nó cứ ngắt ở trong này nè. Mới quay là mưa một cái là cỡ ướt nhẹp xăng luôn. Cây này nó giống như cụm gừng nha cô chú, kéo nhựa mạnh nha. Cây này cô chú yên tâm. Dạ, đế sổ đúng không dạ. Đế sổ là ok luôn nha cô chú. Để con chim cây lại nha cô chú. Rồi. Rồi con xin đo cái em cốt chủ này được 19 nha cô chú. Con đo tổng. Tổng vậy là được 42. Rồi con đo củ đế đặt ở trên này là được 55. Dạ tổng bầu đế là được 86. Dạ đế sổ là được 27. Rồi chiều cao của cây là được 44. Rồi mã 7A này con xin. Rồi mã 8A này con xin Zalo cô chú là 3.700.000 bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ. Mã 8A là mã tứ quý luôn nha cô chú. 3.700.000. Dạ. Cây này cô chú nhìn ở ngoài nó già cây lắm cô chú. Nằm vô cái chậu nha, con rút ra nha. Nguyên cái khối này là khối đặc luôn nha. Cái gọng rễ này cô chú về không thích cô chú tán đây ha, gom nguyên cũ cũng được nha. Tại con để cho nó quái. Vậy rồi. Cây mã số 9A. Rồi tiếp đây là mã 9A nha cô chú. Một cây đế lưu nha. Đó. Cây này nó gom đế nguyên cái cũ nha cô chú. Gọn nha. Cây này cô chú về vô cái chậu ba rửa là ok. Cốt cành đều có nha. Nó có đế là cộng bự bự nằm ở trong này nhóc chân nha cô chú. Củ để nó gom như trái banh vậy đó cô chú anh chị ha. Dạ, đó, nó gom nha, nguyên cái củ tỏi luôn nha cô chú. Nhìn đẹp lắm cô chú ơi. Cốt cành khá đấy cô chú, như là dạ. Cái thơm tầng dù là ok luôn ạ. Dạ, em xin số đo luôn. Dạ hoành ngay trí đây được 22 nghe cô chú. Dạ. Con đo xích xuống nha, cái củ nở nè. Cái củ nở là được 36. Rồi củ đặt ở giữa là được 72. Tổng bầu đế là được 78. Dạ đế sổ nôm là được 33. Chiều cao của cây là được 56. Rồi mã 9A này con xin cho luôn cô chú là 5.500.000 có bao ship toàn quốc luôn nha. Mã 9A. Chồng phô diễn cục đế này ra hơi đủ phê à cô dạ. Chú anh chị. Cây này cô chú về xịt rửa là trong củ đế bự bự không nghe cô chú. Dạ. Con tay cái còn không nha, con giò cái nữa. Có mã 9A là mã tứ quý. Dạ, dạ. Giao lưu cô chú là 5.500.000 con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ. Dạ, em đổi cây luôn nha. Mừng.
số 10A. Cây phô mai tứ quý dán bye bye luôn. Tiếp đây là mã 10A nha cô chú. Một cây dáng dáng thú nha. Đó, nó siêu nè. Một cây dáng thú, tứ quý. Có cây này. Dạ. Mấy cây này đế đều bỏ bốn mặt nha cô chú. Nhìn nó có duyên dáng nha. Cây này cô chú về quýnh mấy bo làm cái dáng bay cũng được nha. Nó bay này với cô chú lợp lá trên này nha. Em xin số ra luôn nha. Dạ con đo ngay cái cổ đây nha cô chú. Ngay cổ đây là được 31 hoành nha cô chú. Đó, cái này con xích xuống dưới này là có thể bự nha. Xích xuống dưới này là 35 á, nặng tính 31 à. Rồi con đo tổng ngay vị trí đây, tổng cái củ đặt ở đây là được 60. Rồi tổng quanh bầu rồi 130. Rồi đế sổ là được 25. Con đo cái dáng bay này. Rồi con đo cái dáng bay này là được 65 nghe cô chú. Dạ. Chiều cao của cây là được 40. Rồi mã 10. Mã 10A này con xin Zalo cô chú là 4.600.000 con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ 4.600. Dạ. Mã 10A là mã tứ quý, 4.600.000 con bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi. Mã 11A nha cô chú. Một cây đế củ tỏi nha. Cây này khá là quýp luôn nha cô chú. Đó. Con chưa có rửa gáy luôn á. Nó gồm có củ đế đặc dạ. Luôn nha cô chú. Cộng nào cũng cộng ngón tay cái không nha cô chú. Cây này có hai chọt ha. Cây này con chưa có tha keo, cắt tha keo nữa nè. Trời mưa, tại trời mưa nó ướt nha cô chú, chứ cây này mà cô chú thấy nó khô ha là nè đây, hai cái tay con ôm nè, nguyên cái củ khá là xinh xắn nha, này củ đặc luôn nha cô chú. Đó, cây này con chưa có rửa gáy luôn. Dạ rồi, em xin số đo luôn anh nha. Nhìn nó lùng lực lắm nha cô chú. Dạ, ngay vị trí đây con đo được 28 hoành nha cô chú. Rồi con đo cái củ đặt ở giữa nè. Cái củ đặt ở giữa không là 82 nè cô chú. Rồi con đo. Rồi tổng quanh đế của nó là được 100 nghe cô chú. Cái này cô chú về mặn cái còn nữa nha. Rồi đế sổ ngay trí này được 22. Chiều cao của cây được 39. Rồi mã 11A này con xin Zalo cô chú là 5.800.000 dạ. Bao ship toàn quốc luôn. 5.800.000 cô chú anh chị. 5.800.000 bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Dạ. 12A. Dạ 12A cũng coi tứ quý luôn cô chú anh chị. Cái nồi đế nó cũng đặt khến ở trong này luôn nha cô chú nha. Mã 12A là cái cây này, cây trong chậu ha. Rồi ông chú dục ra ngoài làm cái bồn luôn ha. Cây này là nguyên cái củ đế là con bao chú là đặt đều bốn mặt luôn. Giống như củ tỏi đó, ở trên này đặt luôn nè. Đó. Nguyên một cái củ luôn nha cô chú, khá là xinh nha. Đó. Cứng bầu luôn á dạ. Cốt cành cũng khá luôn ạ. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Dạ ngay vị trí đây được 23 hoành nha cô chú. Rồi con đo cái củ đặt ở trên này đi. Dạ con đo củ đặt ở trên này là cũng là 90 nha cô chú. Rồi tổng của nồi đế là 132 nha cô chú.
Rồi đế sổ là được 29. Dạ. Chiều cao của cây là được 49. Rồi mã 12A này. 12A này con xin cho luôn cô chú là 6 triệu nha, 6 triệu chẵn, con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Cây này cô chú nhìn ở ngoài cái nồi đế dữ lắm nha cô chú. Nó đặt hết không có chọt. Dạ. Cái này con mâu sơ thôi, cái này cô chú mà về có máy ha cô chú, xịt dằn cái này ra ha. Là nguyên cái nồi đế là đế không nha cô chú. Đó, hết biết cái củ đế. Đây là mã 13A nha cô chú. Một cây tứ quý đế nào kìa. Đế đều bốn mặt luôn. Lùng lực sắc lớn nha cô chú. Dạ, có mấy nhánh tử cũng nhầm cũng khá nha cô chú. Cây này cô chú về trà rửa lại ha là sạch bon nha. Này con chưa có trà nữa nè. Đế thì nó không có trống lít nào luôn hả? Dạ, cây này nguyên củ đặc luôn nha cô chú. Ở trong nó có một lớp đế nè cô chú. Đây lớp cộng nào nó là bự bự không à. Rồi còn em tứ quý lùng lực sắc dạ. Lớn luôn cô chú chị, đế năm sổ đều luôn. Đế năm sổ nha cô chú. Nguyên củ nó giống như củ tỏi vậy đó. Rồi em xin số đo đây. Dạ con đo trên này ha, ngay vị trí này là được 30 nha. Nó còn cắn cái nhánh tử đây cô chú, nếu mà đo nhánh tử đây luôn là được 37. Đó, còn tính 30. Rồi con đo cái củ đế đặt. Rồi củ đế đặt ở giữa này là được 86. Rồi tổng bầu đế là được 126 nha cô chú. Tổng bầu đế là 126. Rồi đế sổ nôm là được 27. Chiều cao của cây là được 46. Rồi mã 13A này con xin cho cô chú là 4.500.000. Con bao ship toàn quốc luôn. Dạ, một em lùng lực luôn cô chú chị. Dạ. Mã 13A này là mã tứ quý nha cô chú. Đó, con xin Zalo cô chú là 4.500.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Dạ. 14A. Dạ. Một em tứ quý đế sổ nha cô chú. Đó. Đế sổ mà nó gom đế nha cô chú. Cái này nó gom đế nguyên củ đặc nha cô chú. Đầu này là cốt cành nó tàn đa nha. Cái này cô chú về giật lại ha. Đó. Cái này hồi đó cô chú trồng trong cái chậu nhỏ dục ra ngoài đất nó được cái củ gom như nè. Tàn đa. Củ này là anh ôm đặt luôn á cô chú anh chị. Cô chú về cô tính giật cái này nó làm lùng lực luôn ha, mà cô chú về thích thì cắt, không thích thì để ha. Đó, cái mặt này là ok nha cô chú. Dạ rồi em xin số đo. Dạ. Cái cây này là cái cây bầu đất cát không chú. Cái cục nhân ở giữa đây là chú ở đó trồng đất. Rồi cô chú dục ra cái nền đất cát nha. Mà cái cây này cũng bao cứng cho cô chú nha. Thôi con đo nghe cái eo đây đi. Nghe cái eo đây là được 39 nha cô chú. Đó, nghe eo nhỏ nhất 39. Rồi con đo cái củ. Cái củ đế ngay vị trí này là được 76 nha cô chú. Đó. Củ đế đặt ngay vị trí đó là 76. Rồi con đo tổng bầu đế. Rồi tổng bầu đế là được 100. Rồi đế sổ là được 28. Chiều cao của cây là được 70. Rồi mã 14A này cô xin giao lưu cô chú là 5.600.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Dạ, một em tứ quý tàn ra đế sổng nôm đặt luôn hết cô chú anh chị. Dạ, 5.600.000 nha cô chú. Dạ, em đổi luôn ạ. Rồi tiếp đây là mã 15A nha cô chú.
một cây tứ quý gián thú nha. Cây này cũng chưa vệ sinh hết nên cô chú cây trong chậu rút ra luôn. Cây này cô chú về cắt lọc lại ha. Bé sổ mà nó ngon kẹo này nó bầu. Dạ. Một cây tứ quý gián thú. Cây này để sổ gọn nha cô chú, khá là đẹp nha. Rồi. Rồi con lo ngay chí đây được 21 nha cô chú. Rồi con đo củ đặt ở đây là được 54. Tổng bầu đế là được 80. Dạ đế sổ nôm là được 28. Chiều cao của cây là được 50 nha cô chú. Đó. Rồi mã 15A này con xin cho luôn cô chú là 4.500.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ 4.500.000. Cái này dạ. Mình ép chợ bonsai chơi cái nồi đế là đủ phơi đó cô chú chị. Rồi cô chú nào ở vùng xa hay bảo gì cô chú có chốt ha cây con thì cọc cây con ha gì hết bảo con gửi cho nha. Bảo con dẫn ship mà đều chừng nào hết đi con gửi cho cô chú. Dạ. Dạ em đổi luôn nha. Dạ tiếp theo mã số. Tiếp theo là mã 16A nha cô chú. Từ đầu đến cuối giờ là tứ quý nha. Cây này cũng là tứ quý luôn nha cô chú. À. Cây này có hai đường chơi nha cô chú. Cô chú nào không thích cắt công rễ này với con này ha là lấy nguyên cái củ ha, nguyên củ tròn luôn nha. Cây này làm dáng siêu ha, giống như nàng tiên cá nha cô chú. Đó có hai đường chơi cô chú thích đường nào thì quất đường đó ha. Cây này thoát thân cũng khoảng tắt ha cô chú ơi. Dạ con đo ngay chí đây được 24 nha cô chú. Rồi cái củ đấy đặt ngay chí này con đo được 71. Dạ tổng bầu đế là được 104. Dạ đế sổ là được 33. Chiều cao của cây là được 60. Rồi con đo cái tại cái cây này nó hơi bè, con đo đường kính bầu cho cô chú về ấy chậu nha. Rồi đường kính bầu là được 58. Rồi mã 16A này con xin cho cô chú là 4.600.000. Con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Dạ 4.600. Cái này với cái thân nó hơi lắc nhẹ nha cô chú anh chị. Dạ cái này cô chú về cắt lùng lại là khá đẹp nha. Rồi em đợi cây đây nha. Á 17A nha cô chú. Mã 17A là một cây tứ quý, một cốt, nồi đế khá là xinh xắn nha. Dạ. Cái này thì chi cành nó bộ. Cái này hồi nãy mắc mưa nghe cô chú. Cái này nồi đế là khá là đẹp nghe cô chú. Đây, có nguyên rễ bự này luôn nha. Đó, cái gọng rễ này cô chú nữa về có kéo qua đây là ok luôn nha, tại con không có kéo được. Chưa mới vô dây à. Đó một cốt ha cô chú về lọc lại thúc lại ha về ghép là ok luôn nha cô chú. Một cốt dốt mà chi cành dư chơi luôn á cô chú anh chị. Cái này nồi đế thì có độ sổ lâu dạ tám nha cô chú anh chị. Thoát thân thấp luôn à, thoát thân có tắt máy nha cô chú. Đó một cốt nha. Cây này cô chú về lọc lại ha. Cây này cao cũng đứng chiều cao cũng bằng con á. À, em xin rất là luôn anh nha. Dạ ngay chí đây là con đo được là 32 nha cô chú. Đó. Rồi con đo áp nhẹ ha, áp nhẹ cái này là được 35 nha cô chú. Đây, con áp nhẹ 35 nè, là không có cắn đế nha cô chú. Đó, con đo trên cổ đế hết.
là được 35, mà con tính là 32 nha. Rồi đấy, đấy sổ nam là được 35. Rồi tổng bầu đế là 170 nha cô chú. Rồi con lửa có thoát khăn con đo. Rồi thoát khăn là được 20 nha cô chú. Đó. Rồi chiều cao của cây là 130 nha cô chú. 130. Rồi con đo tán ngang. Tán ngang là được 56. Cái cây này bự, con đo đường kính bầu cho cô chú luôn nha. Rồi đường kính bầu là được 57 nha cô chú. Rồi mã 10. Mã 10 mấy đây? Rồi mã 17A này con xin Zalo cô chú là 6.200.000. Cái này về mình ghép là mau chơi lắm luôn nha cô chú. Dạ, 6.200.000, con bao ship 300 cây số nha. Cái này con ghép xe tải cho cô chú nha. Đế thì không có trống vách nào luôn ạ, sổ không chỉ khá nha cô chú. Cái này mới vừa làm bầu xong luôn á mà mưa nó chèm nhẹp hết trơn. Dạ, rồi, em đổi luôn nha, mã số 17 nha. Dạ, 17A, thứ quý cô chú. Đó. Chụp hình không? 18A nha cô chú. Dạ. Mã 18A là tứ quý. Tứ quý một cốt chi cành luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này một cốt giót luôn à. Đế sổ cũng khá nha cô chú anh chị mà còn để bụi bụi. Yeah. Nó chơi mã 18A. 18A này cũng là tứ quý luôn cô chú, đế sổ nha. Cây này đế sổ 5 tấc nha cô chú. Cây này một cốt sạch ha, đẹp nha cô chú. Đó. Là toàn mau chơi trên cặp với mã số 17 là ok nha cô chú chị. Nồi đế là khá xinh xắn luôn nha cô chú. Mà vô không sống anh nha. Dạ. Dạ, ngay vị trí đây là được 34 nha cô chú. Dạ. Rồi con đo ngay cũ đây ha. Cái cũ đây là được 50. Rồi, cũ đấy đặt ở giữa là 100. Cũ đấy đặt ở giữa là 135 nha. Đó. Rồi, tổng nội đế là 109. Cái này cũng tương đương với cây 17 nha cô chú. Ổn nha. Rồi đế sổ được 47 nha cô chú. Đó. Rồi chiều cao của cây là 103. Dạ đường kính bầu. Đường kính bầu là được 65 nha cô chú. Rồi mã 18A này con xin cho cô chú là 12 triệu. Ba ship 300 cây số nha. Đó. Vàng xương cốt cành thì đóng đều tứ diện nha cô chú anh chị. Cây này giót cây luôn à. Cây này cô chú nhìn ở ngoài là khá lắm nha cô chú, khủng nha. Cái bầu này 4 người ginh nha cô chú. Đó, chị Phương quay một vòng cho cô chú tham khảo nha. Trong này có lớp đế, lớp rễ trong này nó cộng bự bự không? Dạ. Ở trên nó có cái củ đặc nha cô chú. Cây này cô chú về là ở ngoài vô chậu khủng, cây này cô chú về ép vô chậu 6, 7 gì cũng được nha. Rồi cô chú quýnh một cặp đi. Cô chú quýnh một cặp đi, con để cho cô chú giá hữu nghị luôn nha. Thấy các bạn xe nhỏ 18, xin giá luôn nha.
Rồi mã 18 ha này con xin Zalo cô chú là 12 triệu con 3 ship 300 cây số cho cô chú nha. Dạ. Đó. Cây này đẹp nha cô chú. Rồi, dạ. Còn dạ. Một em nữa. Em. Dạ, tiếp theo mã số 19 nha cô chú. Rồi, tiếp đây là mã 19 ha, một cây mai vàng nha cô chú. Chủ đế đặt nha. Cây này cô chú để bàn là hết sảy nha. Đó. Cái này con chưa xịt rửa nè, chứ nó quến cái cũ đặt luôn á cô chú. Đế đều bốn mặt luôn nha. Có cành trúng cá nha cô chú chị. Nhỏ nhưng mà có củ đế nha mấy cô ha. Cây này con để giá sinh viên cho cô chú về chơi để bàn ha. Cái này cô chú về nhận là ưng ý liền luôn á. Dạ hoành ngay chí đây con đo là được 20 nghe cô chú. 20 hoành. Rồi con đo cái củ đế đặt là được 55 nghe cô chú. Đó, củ đế đặt là được 55 nha. Đó. Nhìn chí đây củ đế đặt được 55. Dạ chiều cao của cây là được 25. Dạ đế sổ được 13. Rồi mã 19A này cô xin Zalo cô chú là 700 ngàn con bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha. Dạ phôi mai vàng, mã cuối là phôi mai vàng nha cô chú. Để giá sinh viên cho cô chú nha. Về để bàn là hết sảy luôn á. Con bao nguyên cái củ tròn đều luôn nha cô chú. Dạ rồi. Rồi mã 19 nay con này cũng là mã cuối clip luôn. Rồi con cũng cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ con hết clip vừa rồi ha. Dạ cô chú thấy kênh hay và cho con một lượt chia sẻ cho một team ha. Dạ nhớ đăng ký kênh nha cô chú. Dạ. Dạ. Dạ em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị nha.